Những ngày này, sắc xuân đã len lỏi vào trong những quầy hàng của Satra. Bánh mứt, giỏ quà Tết nhiều màu sắc đã được siêu thị trưng bày từ Tết dương lịch. Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã khiến việc chi tiêu của người dân dần eo hẹp. Dự báo được điều đó, hệ thống Satra cũng đã có những sự điều chỉnh phù hợp để thích ứng với thị trường. Satra chúng tôi thì đã có cái chuẩn bị rất sớm về cái kế hoạch Tết năm nay. Bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 là chúng tôi đã làm việc với tất cả các nhà cung cấp để cung cấp tất cả những hàng Tết vào cho hệ thống Satra của mình. Rồi so với Tết năm ngoái á, thì năm nay là kế hoạch Tết của Satra cũng có dự báo là giảm hơn so với năm ngoái. Tại vì do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, rồi nền kinh tế khó khăn, người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu. Thì do đó về cái kế hoạch Tết của chúng tôi về một số loại bánh ngoại á, thì có lại giảm hơn năm ngoái khoảng 10%. Nhưng mà tuy nhiên thì về những cái hàng hóa thiết yếu, chúng tôi vẫn tăng cường lên để phục vụ đúng cái nhu cầu do ảnh hưởng của kinh tế này năm nay. Trong cái năm nay thì tất cả những cái sản phẩm Tết á, thì thấy là những cái mặt hàng ngoại thì không có thay đổi về mẫu mã. Nhưng mà các cái nhà cung cấp về bánh nội năm nay là họ thiết kế những cái mẫu mã rất là đa dạng. Ví dụ như là sô-cô-la, rồi một số loại cái bánh mứt Tết. Thì năm nay là các cái nhà cung cấp hàng nội là thiết kế mẫu mã đa dạng và chất lượng cũng ổn định. Sức mua năm nay về dự báo là những cái giỏ quà Tết ấy, thì sẽ có khả năng là giảm hơn so với năm ngoái. Nhưng mà cái sự mà tăng năm nay là sẽ là thiên về những cái hàng hóa thiết yếu. Ví dụ như là một số cái sản phẩm thường tiêu dùng là dầu ăn, rồi nước mắm, rồi đường, bột ngọt, gạo các loại. Thì những cái đó là năm nay dự báo sẽ tăng những cái mặt hàng thiết yếu đó so với năm ngoái. Các mẫu giỏ quà Tết Satra năm nay bao gồm các sản phẩm từ thực phẩm mặn ngọt, thiết yếu phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng với mức giá từ 169.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng mỗi giỏ quà. Hệ thống bán lẻ Satra cũng thực hiện các giỏ quà theo yêu cầu của khách hàng. Tôi cũng thường đi đây, nói chung là nó gần nhà là thứ nhất. Cái thứ hai là vô hệ thống Satra thì mẫu mã nó đa dạng, phong phú. Và riêng về những cái dịp Tết này nè, là tôi thường đi mua sắm mấy cái gói quà của Satra gói. Nó rất là đa dạng và giá cả cũng hợp lý, rồi gói lại chất lượng đẹp. Nói chung là vô thì cũng dịch bệnh thì cũng gọi là đương là sợ. Mà mình cũng đảm bảo cái phòng chống 5K theo chỉ thị của nhà nước. Với nhiệm vụ vừa kinh doanh vừa bình ổn giá thị trường, hệ thống bán lẻ Satra cam kết giữ giá ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Với cái nhiệm vụ của chúng tôi là vừa công tác kinh doanh và vừa làm công tác bình ổn giá thị trường, thì với cái Tết năm nay là cái Tết rất là đặc biệt, là cái Tết ảnh hưởng dịch Covid, thì chúng tôi Satra, hệ thống bán lẻ của chúng tôi đối với siêu thị nói riêng và cả hệ thống nói chung thì sẽ cam kết về cái việc giữ giá ổn định đối với nhất là các mặt hàng thiết yếu. Về hệ thống của Satra chúng tôi thì tuy rằng có những cái tác động dự báo về nền kinh tế nhưng mà vẫn giữ ổn định cho khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một số cái chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mà mua sắm tại hệ thống của Satra chúng tôi. Và điển hình như cuối năm thì chúng tôi có rất là nhiều chương trình khuyến mại. Ví dụ như về giỏ quà Tết thì chúng tôi cũng có những cái chương trình khi khách hàng mua số lượng lớn là với một cái chương trình trao tình cảm nhận yêu thương. Thì khi khách hàng mua với giá trị là từ 15 triệu đồng trở lên đã có những cái quà tặng rất là đặc biệt. Còn lại ngoài ra thì trong hệ thống bán lẻ Satra chúng tôi thì có những cái gói ưu đãi, có những cái chiết khấu. Và khi mà khách hàng có mua giỏ quà Tết và tùy theo cái số lượng cũng như cái giá trị khách hàng mua thì chúng tôi sẽ có những cái chiết khấu ưu đãi riêng. Cái lịch hoạt động của Satra mình thì thường hoạt động theo lịch của Sở Công Thương chỉ đạo. Thì thường là từ khoảng từ 2-3 Tết trở đi thì đối với các cái siêu thị lớn như vậy thì chúng tôi sẽ hoạt động từ 7:30 cho đến 24 giờ. Và các cái cửa hàng tiện lợi Satra Food cũng hoạt động theo khung giờ đó luôn để phục vụ cho khách hàng tốt nhất.